bệnh viện phụ sản trung ương cho biết sản phụ htd 37 tuổi quê ở thái bình mang song thai 33 tuần được đưa đến viện cấp cứu trong tình trạng đau bụng có tiền sử ung thư giao thai vỡ tủ cung cách đây 5 năm chị d bị ung thư giao thai được các bác sĩ bệnh viện phụ sản trung ương mổ để điều trị sau đó 3 năm, sản phụ mang thai một bé trai ở tuần 30 xuất hiện tình trạng đau bụng và viện cấp cứu với chẩn đoán vỡ tổ cung, chảy máu dữ dội, được các bác sĩ phẫu thuật kịp thời cứu sống cả hai mẹ con. Lần này chị Đê mang cặp song sinh, một trai một gái, đến tuần thứ 33 xuất hiện tình trạng đau bụng vì có tiền sử vỡ tổ cung một lần nên đã ngay lập tức đến bệnh viện. Qua thăm khám, bác sĩ xác định chị bị vỡ tổ cung lần thứ hai, chỉ định mổ cấp cứu để đảm bảo an toàn cho sản phụ và thai nhi. Sau hơn một giờ, các bác sĩ đã mổ bắt thai, đó là một bé trai 2kg và một bé gái nặng 1,8kg chờ đời, đồng thời khôi phục hồi và bảo tồn tử cung cho người bệnh. Nhà bác sĩ vỡ tử cung là một tai biến sản khoa rất nặng nề có nguy cơ dẫn tới tử vong cả mẹ và thai nhi lại rất cao bên cạnh đó nguy cơ người mẹ bị cắt tử cung cũng rất cao khi rơi vào trường hợp tử cung bị vỡ hoàn toàn hay phức tạp khi tử cung đã bị vỡ rất dễ xảy ra nguy cơ bị tổn thương bằng quang trực tràng mạch máu hạ vị niệu quản trong quá trình mổ cấp cứu xử trí vỡ tử cung trong chuyển dạ là một trong năm tai biến sản khoa nguy hiểm bao gồm vỡ tử cung băng huyết sơ sinh nhau bong non nhiễm trùng hậu sản và uốn ván sơ sinh khi vỡ tử cung nếu không được phát hiện sớm và can thiệp kịp thời có thể thai nhi và dịch ố trong tử cung sẽ bị tống xuất ra ngoài tử cung tràn vào ổ bụng tình trạng này có thể gây mất máu ở người mẹ thiếu oxy tổn thương não bộ cho thai nhi chia sẻ về tai biến sản khoa vỡ tử cung phó giáo sư tiến sĩ trần thanh cường nguyên giám đốc bệnh viện phụ sản trung ương cho biết vỡ tử cung ở cái sẹo bóc mô sơ tử cung ở mặt sau mà sốc mất máu là rất có nguy cơ mất tim thai Đấy, vì khi sốc là nó co cái động mạch tử cung lại là nó mất tim thai rất nhanh thế nhưng mà sốc mất máu vỡ có sốc mà chúng tôi vẫn là khâu để giữ cái tử cung chúng tôi tiến hành khâu bảo tồn tức là khâu cái sẹo ấy sau đó để cả thai và giữ cái thai đó tức là chúng ta thường thường thì chúng ta sẽ rất khó tưởng tượng là sao nó có thể làm được như thế nhưng mà sự thật chúng tôi đã làm như thế. Theo các bác sĩ, ước tính cứ 5.000 đến 7.000 ca sinh đỏ thì có một ca bị vỡ tủ cung. Tỷ lệ vỡ tủ cung ở ca tủ cung có sẹo cũ và không có sẹo đều gia tăng trên toàn thế giới. Vỡ tủ cung thường gặp hơn ở mẹ bầu có tiền sử sinh mổ lấy thai trước đó. Theo thống kê, tỷ lệ vỡ tủ cung khi sinh phụ thuộc vào số lần lấy thai và loại sẹo mổ cũ ở tủ cung trước đó. Tỷ lệ vỡ tủ cung là khoảng 1% đối mẹ bầu đã từng sinh mổ một lần trước đó. Tỷ lệ này tăng lên 3,9% đối với mẹ bầu đã từng sinh mổ nhiều hơn một lần. Điều này có nghĩa là nguy cơ vỡ tử cung sẽ tăng lên theo số lần mổ lấy thai nhi. Các yếu tố nguy cơ vỡ tử cung có thể từ mẹ bầu, từ thai nhi hay tùy vào cuộc chuyển dạ, cụ thể như sau: nguy cơ từ mẹ bầu, bầu bất đối xứng về khung chậu, thai khung trậu hẹp, không tương xứng với cân nặng của thai nhi hoặc có khối u sơ, u bùng trứng, nghi ngờ u tiền đạo có vết sẹo mổ cũ trên tử cung, chẳng hạn như sẹo mổ lấy thai, mổ khâu vỡ tử cung, mổ bóc nhân sơ, sẹo mổ dọc thân tử cung, di dạng tử cung cũng như tử cung sinh đôi, tử cung một sừng, tử cung hai sừng, mang thai và sinh nở nhiều lần, có tiền sử song sinh hoặc đa thai, có thai trở lại sớm sau mổ lấy thai, có nạo hút, phá thai nhiều lần, mẹ bầu gặp chấn thương mạnh ở vùng bụng. Một số nguy cơ từ thai nhi bao gồm thai nhi to bất cân xứng với giữa thai nhi và cung trậu thai nhìn nặng uống thủy to hoặc dính nhau ngôi thai bất thường như ngôi mông ngôi ngang kiểu thế bất thường nguy cơ từ cuộc chuyển dạ thực hiện các thủ thuật khi chưa đủ điều kiện thao tác kỹ thuật chưa phù hợp cuộc chuyển dạ kéo dài có sự bất thường của sự lọt xuống của thai rất khó khăn khung chậu các cơn co tử cung bất thường nhất là trong trường hợp chỉ định sử dụng thuốc tăng co dấu hiệu vỡ tử cung trong chuyển dạ bao gồm vỡ tử cung trong chuyển dạ diễn tiến với các triệu chứng dọa vỡ tử cung trước khi phát hiện thành triệu chứng vỡ tử cung thực sự. Các bác sĩ chia sẻ, trên lâm sàng sẽ có thể phát hiện những dấu hiệu vỡ tử cung và vỡ tử cung như sau: dấu hiệu dọa vỡ tử cung chỉ xảy ra ở tử cung không có sẹo mổ cũ, mẹ bầu sẽ cảm thấy các cơn co tử cung diễn ra càng lúc càng nhanh và mạnh hơn, mẹ bầu sẽ cảm thấy đau nhiều hơn, từ đáy tử cung càng dâng lên cao so với rốn, ở phần giữa dưới rốn tử cung sẽ bị thắt lại có hình dạng như quả bầu nậm và vòng thắt tim thai còn bình thường hoặc bắt đầu không đều có dấu hiệu suy thai dấu hiệu vỡ tử cung trong chuyển dạ bao gồm mẹ bầu đã có dấu hiệu dọa vỡ tử cung sẽ cảm thấy đột ngột đau nhói sau đó sẽ bớt đau hơn nhưng tổng trạng lại xấu dần mạch đập nhẹ tủ thiết áp dai danh sao tay chân lạnh âm đạo chảy máu đỏ tươi nước tiểu có thể có màu đỏ lẫn máu có những dấu hiệu suy thai như bất cân co tử cung hoặc thai không máy bụng có thể bị biến dạng linh phình có thể sờ thấy thai nhi khi thăm khám có phản ứng thành bụng hoặc đau nói ở vết mổ cũ không sợ thấy đáy của tử cung trong trường hợp thai nhi đã bị đẩy vào trong ổ bụng vỡ tử cung khi sinh nếu không được can thiệp kịp thời sẽ có hậu quả nguy cơ đe dọa tới tính mạng cả mẹ bầu lẫn thai nhi vỡ tử cung gây ra chảy máu ồ ạt mẹ bầu dễ rơi vào tình trạng sốc do mất máu ngoài ra tình trạng này còn đe dọa tới thai nhi theo thống kê có 6,2% trường hợp tử vong chu kỳ liên quan tới vỡ tử cung ở mẹ bầu khi nghi ngờ mẹ bầu bị vỡ tử cung các bác sĩ sản khoa sẽ chỉ định mổ lấy thai khẩn cấp để cứu thai nhi, đồng thời cầm máu kịp thời cho mẹ bầu. Nếu có được đưa ra khỏi mẹ bầu nhanh chóng, tính mạng của thai nhi cũng sẽ bị đe dọa. Bên cạnh đó, mẹ bầu lại có nguy cơ bị cắt tử cung rất cao nếu bị vỡ tử cung trong quá trình chuyển dạ. Theo thống kê, có khoảng 14 đến 33% các trường hợp bị vỡ tử cung có chỉ định cắt tử cung khẩn cấp để bảo đảm tính mạng cho người mẹ. Tuy nhiên sẽ có ảnh hưởng đến thiên chức và khả năng làm mẹ trong tương lai, chưa kể đến, mẹ bầu còn có nguy cơ tổn thương các cơ quan lân cận như tổ cung, bàng quang, trực tràng, niệu quản, mạch hạ vị, nhất là trong các tình huống vỡ tổ cung phức tạp. Tình trạng vỡ tổ cung cho lúc sinh thường xảy ra đột ngột, các bác sĩ sản qua phải xử trí khẩn cấp để giúp mẹ bầu và thai nhi được an toàn, tránh nguy cơ gặp biến chứng nguy hiểm. Việc chẩn đoán vỡ tổ cung trong quá trình chuyển dạ dựa trên các dấu hiệu xảy ra trên lâm sàng, các nguy cơ từ vết sẹo mủ cũ ở mẹ bầu cũng như những triệu chứng thăm khám thực thể mà các bác sĩ đã nhận định trước đó. Do đó, việc dự phòng ngăn ngừa vỡ tủ cung xảy ra rất quan trọng. Nhóm đối tượng mẹ bầu được đề nghị để theo dõi sát thai kỳ, tầm soát nguy cơ vỡ tử cung bao gồm có tiền sử mổ lấy thai ở trên thân tử cung, có từ hai lần mổ để lấy thai trở lên, tiền sử từng mổ cắt góc tử cung trong quá trình điều trị mang thai ngoài tử cung, có tiền sử từng mổ bóc nhân sơ tử cung, tiền sử không lỗ thùng tử cung vỡ tổ cung thường xảy ra trong quá trình sinh nở và có thể đe dọa tới cả mẹ bầu và thai nhi nếu không được can thiệp xử trí kịp thời hiệu quả. Chính vì vậy, yếu tố quan trọng nhất trong xử trí vỡ tổ cung là xác định sớm tình trạng, chẩn đoán nhanh chóng chính xác và ứng dụng phác đồ điều trị cho phù hợp. Tất cả các trường hợp bị dọa vỡ tổ cung, vỡ tổ cung cần phải mổ lấy thai cấp cứu trong khẩn cấp, vừa hồi sức vừa mổ. Tiến hành hồi sức cho mẹ bầu bằng cách bồi hoàn thể tích tuần hoàn, tức là bù lại khối lượng máu đã bị mất đồng thời truyền dịch nước trong và sau khi phẫu thuật. Trong quá trình mổ, dựa trên thực trạng sức khỏe của mẹ bầu, nếu vỡ tổ cung đơn giản hay phức tạp, cũng như kế hoạch mang thai và sinh nở cho mẹ bầu, các bác sĩ sẽ chỉ định bảo tồn hoặc cắt tử cung phù hợp. Khâu bảo tồn tử cung, cắt tử cung. Để phòng ngừa tai biến sản khoa nguy hiểm này, các bác sĩ khuyến cáo các thai phụ cần phải duy trì một lối sống tích cực, tránh căng thẳng trong suốt quá trình mang thai, đồng thời cần phải thăm khám thai kỳ đều đặn theo hướng dẫn của các bác sĩ, để được theo dõi phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ có hướng can thiệp kịp thời hiệu quả. Sản phụ cần phải liên hệ với bác sĩ ngay khi có những triệu chứng bất thường để được can thiệp kịp thời, bảo đảm tính mạng cho cả mẹ và con.